Zoom, tại vì hôm qua xong tân thế là chắc là Zoom chỉ hơn 100 người thôi, nhưng mà hôm nay chắc là em hòa gái sao em hòa đổi Zoom mà cũng không biết luôn. Thì trước tiên là em xin cảm ơn Tấn Hòa đã muốn dậy từ rất là sớm để mở Zoom cho chúng ta, và cũng cảm ơn chị Thùy Dương đã có một màn thể lực cho chúng ta khởi động ngày mới rất là năng lượng, và cảm ơn chị Hoàng Thảo đã lên mục tiêu cho mọi người rất là rõ ràng. Và em xin cảm ơn chị Mai Lan, một MC rất là xinh đẹp mà em cũng rất là ngưỡng mộ. Thì không biết là chắc là trong đây 500 người thì em biết là chắc là nhiều người cũng không biết em đâu, tại vì đây là lần đầu tiên mà em lên Zoom lớn như thế này. Thì em xin giới thiệu về bản thân một chút. Em tên là đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Ánh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai, và em là một nhân viên xuất nhập khẩu của trong một công ty. Thì thật ra là hôm nay nếu mà chia sẻ về bán hàng hoặc là chia sẻ về cách tuyển dụng thì có lẽ là em nói nó cũng sẽ là tự tin hơn, nhưng mà nghe cái tiêu đề của cái tip mà chị Lan đặt cho thì nó cũng hơi áp lực. Thì em sẽ sơ qua về cái quá trình mà em cơ duyên là em đến với đầu Ruby. Nói chung là em đến với đầu Ruby thật sự là có thể là sẽ rất là khác với mọi người. Và bây giờ bản thân mỗi lần mà nghĩ lại á, thì rất là cảm thấy là hối có lỗi với bản thân, và thấy là tiếc là tại vì mình đã không có nắm bắt ngay từ đầu. Thì khi mà cái đợt điểm dịch cơ đang là nghỉ nghỉ dịch phong tỏa, thì ở khoảng tầm tháng tháng 8, tháng 9 đấy, thì cái người mà đưa đưa cơ duyên em đến với Robby đó là mentor Trang Nguyễn, là bạn thân hồi đại học cùng với em. Thì khi mà Trang nói về cái thật ra là bạn thân vậy thôi, nhưng mà cũng chỉ có liên lạc với nhau qua điện thoại, tại vì mỗi người gia đình con nhỏ rồi rồi cũng không có được thường xuyên gặp nhau đâu. Thì Trang cũng thấy em bán online, thì cái thời điểm trước đấy thì em đã bán online từ từ rất lâu rồi, từ khoảng gần 10 năm nay rồi. Nhưng mà em chỉ bán với cái kiểu là giống như kiểu là mình bán cho có thời gian rảnh thì mình bán mấy cái mặt hàng linh tinh rồi để kiếm thêm 1-2 đồng thôi, nên là thành ra em cứ bán nhiều năm như thế. Đến khi mà Trang mới gọi điện cho em nói là mày bán online vậy thì đi vào Ruby, ba lúc đấy là BCA Solution, thì vào BCA bán với tao đi. Thì thật ra là lúc đấy là cũng không có hình dung, em không có hình dung được được cái mô hình công ty nó là cái gì cả. Thì bạn Trang mới gửi mấy cái đường link nắm rất về công ty kêu em tìm hiểu, nhưng mà nói thú thật với mọi người là em là cái đứa lười học, rất lười học, nên là khi mà Trang Trang gửi như vậy á, mặc dù là nghỉ dịch ở nhà đấy nhưng mà cũng không thèm mở ra coi đâu, không thèm mở ra coi. Thì cứ lâu lâu Trang hỏi là đã coi chưa thì nói dối là coi rồi. Thì và hứa hẹn là thôi để khi nào mà hết dịch đi thì ta sẽ bán với mày. Và thế xong rồi đến khi mà cứ hứa hứa hoài như vậy, và bạn 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 Trang cũng chơi thân với nhau mà, nên là Trang cũng thậm chí Trang gọi điện Trang chửi Trang la, rồi Trang cũng đưa cái hoa hồng cho coi, thì thấy cũng choáng ngợp thật, tại vì mình bán bao nhiêu năm mà cái hoa hồng nó không được như thế. Nhưng mà lại nghĩ là chắc là do Trang là có thể là kinh tế bên phía gia đình nội ngoại khá hơn thì là ủng hộ thôi, chứ làm gì mà bán được như vậy, nên là cũng vẫn vẫn không tin. Vẫn không tin thì cho đến đến khi mà Trang chửi ghê lắm, nhưng mà cũng cũng cứ hứa là thôi vậy thì để hết dịch đi rồi ta sẽ làm. Thế đến cái lúc mà điểm hết dịch rồi thì vẫn cũng không chịu làm, vẫn Trang cứ hỏi là đã coi chưa, đã làm chưa, ta đăng ký sơ cho mày rồi đấy. Thì cứ bảo là ừ thì thôi mày cứ đăng ký đi, rồi khi nào ta bắt đầu thì ta sẽ nói. Thì cũng xong rồi, cũng cũng sợ Trang buồn thì lâu lâu cũng đăng lên một một hai cái món mà Trang đăng, thì cũng có đi đăng đăng nhưng mà mình làm ở trong cái tư thế mà tâm thế là mình không không có để tâm tới thì nó không có hiệu quả. Thì cũng nói với Trang là thôi mặt hàng bên của mày khó bán quá, tao đăng hoài mà chẳng có ai hỏi. Thế xong rồi lại bẵng đi, lại không có đăng nữa. Vậy là đến lúc mà có một lần nữa Trang gọi điện, Trang mới mới nói là tỏ ra là rất là buồn. Lúc đấy thì tôi thấy 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 em không hào hứng nữa thì thầy cũng rất là buồn, nghĩ là chắc là không có thuyết phục được em. Thì Trang chỉ nói một câu là Trang đi ai cũng đâu có đồng đội bán cùng, mà mỗi một mình tao có một mình. Thì tự nhiên mình nghe cái câu mà bạn mình nói vậy thì tự nhiên trong lòng lại chột dạ, lại chột dạ, lại mình mới mới quay ra hỏi lại là
Ủa sao lại phải cần đồng đội bán thì mày cứ bán đi rồi tao hỗ trợ mày, tao bán thôi, bán cho mày. Thì Trang mới nói cơ hồi xưa Trang mới bảo là mày điên à, ở đây đây không phải là bán hỗ trợ vậy thì tao cần gì mày bán. Thì cũng lúc đấy thì vẫn cũng không hiểu là tại sao mà phải cần có người bán cùng, vẫn cũng không hiểu. Vậy xong rồi đến lúc mà đến đến đúng giữa tháng 12, giữa tháng 12 thì mới nói là thôi được rồi bây giờ để tao bán thử cái nghiêm túc bán cái mặt hàng bên mày xem thì mày có cái gì mày tao nên bán thì mày đưa đây. Thế là Trang mới nói là vậy thôi bây giờ lấy cái sản phẩm Bạch Dương Ke để làm mẫu đi. Thì Trang mới nói là nó có cái hề Hona đấy. Thì nghe thì thấy có vẻ là cũng có phù hợp với này, cái khách của mình hiện tại. Thế này em mới bảo Trang là vậy lấy cho tao 10 lọ đi. Lúc đấy Trang còn kêu là vào vào app để tự đặt cơ, nhưng mà mù công nghệ mà, nói chung là thật sự là mù công nghệ nên là lười lười cái khoản đấy, cũng không thèm vào app tìm hiểu là gì cả. Thế mới kêu Trang là vậy thôi mày cứ đặt đặt cái app của mày đi cho tao. Rồi khi nào mà nếu mà tao bán hết được đúng 10 cái lọ này đấy thì tao sẽ vào app tao tao tự đặt. Thì em lấy 10 lọ, Trang đặt cho 10 lọ thì đăng lên thì có trong có vòng có 2 ngày thôi thì bán hết luôn 10 lọ. Thế là Trang mới nói con đấy mày bán hết 10 lọ là mày đã kiếm được 1 triệu hoa hồng rồi. Mới giật mình, lúc đấy mới thật sự giật mình và ủa có 10 lọ này mà sao mà kiếm được được hoa hồng nhiều như vậy. Trong khi ngày xưa mình bán cái hàng những cái hàng kia là chảy ra các vải thì mình cũng chỉ được là khoảng 2-3 triệu một tháng là đã thấy là mừng rồi. Thế xong rồi Trang mới giải thích cho là cái hàng của mình là mình lấy từ nhà cung cấp vậy đấy, mình không có qua trung gian. Thì nghe thì thấy là bắt đầu là thấy hào hứng rồi, thấy tiền mà lúc đấy là chỉ có thấy tiền thì thấy hào hứng thôi, nhưng mà cũng không có vào tìm hiểu, cũng không có vào tìm hiểu mô hình công ty đâu. Vậy mới nói Trang là vậy thôi để tao nghiêm túc tao thử bán nào. Thế mới hỏi Trang là vậy thì bây giờ theo mày thì nên bán cái gì, mày đang là bán cái gì. Thế là Trang mới nói là tao hiện tại thì tao đang là bán cái đồ gia dụng. Thế mà Trang mới kêu là gần cuối năm rồi hay là mày cũng đang bán nồi chiên không dầu giống tao đi. Thì thấy thấy Trang nói như vậy thì cũng có lý, nhưng mà nghe cái giá nồi chiên thì cũng là rất là giật mình, nhưng mà cứ thử thử thì cái mới lấy cái hình ảnh mới bắt đầu mới kêu Trang là ẹp vào cái group của Khu Chen. Sau đó là bắt đầu cũng lội ngược dòng nên tìm hiểu về cái nồi chiên đó nó như thế nào. Thì nắm bắt những cái điểm điểm mạnh của cái nồi chiên đấy, thế là bắt đầu tự tin đăng bài. Đăng bài thì lúc đấy mình làm ở trong cái tư thế là mình sẵn sàng rồi á, thì đăng bài nó cũng vẻ là giống như kiểu là tâm ở đâu thì sẽ thành công ở đấy. Nên là khi mà cái tuần cuối cùng của tháng 12 đó đăng đăng lên thì bán được 3 cái nồi chiên, bán được 3 cái nồi chiên, rất là giật mình là không nghĩ là mình sẽ bán được như vậy, tại vì cái giá thành nó cũng không có rẻ, nên là lúc đăng lên thì được 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 3 khách khách quen ủng hộ là 3 cái. Thế là đến lúc sang tháng 11 thì mới Trang với cũng bảo là thôi bây giờ là vẫn còn Tết thì mày cứ đăng bán cái này ta thấy cũng được. Thế Trang cũng động viên là chắc là mày có duyên bán đấy, chứ còn tao đăng mãi cũng không có người hỏi mua đâu. Thế là Trang động viên vậy thì sang tháng 1 thì cứ tốc chiến là cái đăng cái chủ lực cái nồi chiên không dầu. Lúc đấy thật sự là nhà nhà cũng chưa có, nhà em cũng chưa có nồi, nhưng mà đi học sẵn vào Khu Chen để coi group là mọi người phản ánh về cái nồi này như thế nào thì cũng rất là muốn mua một cái về để mình dùng á. Có gì để khách còn tư vấn cho khách thì Trang cũng kêu là mày cứ lấy một cái đi, bây giờ có tiền hoa hồng của 3 cái kia rồi thì là bằng một cái này mua. Nhưng mà thật sự cái thời điểm đấy á, ông xã em ấy là một người mà rất là kỹ tính về cái vấn đề kỹ thuật, thì ông xã em không có tin về cái nồi mà có thể là nấu ngon, hoặc là anh ấy luôn luôn nói với em là cái nồi chiên như vậy á, ở chiên ở nhiệt độ cao thì nó rất là hại cho sức khỏe và không cho mua. Thế xong rồi nhưng mà Trang thì lại cứ thúc là mày cứ kệ anh ấy, mày cứ lấy một cái đi để về có gì khách hỏi rồi mày đăng món ăn lên á thì để chốt chốt cho nó dễ và cũng tư vấn cho khách nó dễ. Thế thì cũng liều mình đặt một cái về, là hôm đến hôm nhận hàng á thì ông xã có hỏi là cái gì đây thì phải nói dối là em bán được hàng công ty tặng. Phải nói dối là công ty tặng, để ông vui vẻ ông mới gỡ ra ông mới tháo lắp cho mình.
Thì tại vì nói thật là em rất là dốt, nếu mà nói về công nghệ thì phải nói là em là người dở nhất luôn, nên là ngay cả cái bản thân cái nồi chiên cũng không có dám sờ vào để mà lắp. Thì phải nói như vậy thì anh ấy lắp cho, anh vui vẻ anh lắp cho xong rồi mới bắt đầu là đăng bán. Nhưng mà cũng là cái thuộc dạng là cái người mà lười nấu ăn nữa, nên là thành ra khi có cái nồi chiên rồi thì cũng không biết là sẽ làm món gì. Thế là cứ lấy cái hình ảnh của bạn Trang thôi, bạn Trang đăng món gì thì em lấy em copy cái món đấy. Thì rất là may mắn là cứ mỗi một món bạn Trang đăng lên thì em lại chốt được một cái nồi. Và trong cái tháng 1 đó thì em bán được 12 cái nồi và em lên sao này nhờ cái nồi chiên không dầu của Cu Chen đấy. Đó, xong rồi đến lúc mà sang tháng thứ 2 thì thật ra là em cũng có kinh nghiệm bán hàng mấy năm rồi, nên thành ra là khi mà sang tháng thứ thứ hai ấy, thì lúc đấy là bắt đầu ra Tết rồi. Ra Tết rồi thì em cũng suy nghĩ là nếu mà cứ bán mãi cái đồ gia dụng thì chắc chắn là đầu năm là người ta sẽ không có ủng hộ nhiều. Vậy là em mới đổi qua là tìm hiểu ấy, sản phẩm thì cũng hỏi Trang là bây giờ bán cái gì nhở? Tại vì không có vào app coi mà cũng không có học vào Zoom học nên thành ra em không biết là nên nên bán cái gì. Thế mà hỏi Trang là vậy thì trong đấy còn cái gì nữa, thì Trang nói là còn mỹ phẩm này kia. Thế nào còn có Billy, có cái sản phẩm Billy rất là hot, nhưng mà nghe đến phản ứng mà Trang tả vậy thì sợ sợ không có dám tìm hiểu về cái sản phẩm này. Thế mới quay ra là em chọn mỹ phẩm. Thì mỹ phẩm thì mình cũng không phải là thuộc cái người mà giỏi về chăm sóc da hay là một cái người mà biết về tư vấn da, thì chỉ có lúc mà chuyển sang cái mỹ phẩm thì cũng hỏi cô bạn ở Hà Nội á là mày thường chăm sóc da như thế nào, thì cũng nói là tao thì chưa bao giờ tao chăm sóc da cả, nhưng mà cũng không có nói là tao ý định bán mỹ phẩm như vậy đâu. Thì bạn ấy mới nói là các bước chăm sóc da cơ bản á, thì mình cũng thấy nghe cũng có vẻ là cũng không có nó quá phức tạp, thì bắt đầu mới chuyển sang lai hàng mỹ phẩm bán. Và cái bán mỹ phẩm thì em chỉ có dựa vào cái cách mà bạn bạn ở Hà Nội bày cho là chăm sóc những bước da cơ bản đấy thôi. Và khi mà khách hỏi thì thường khách hỏi mua mỹ phẩm mình đăng lên, thì khách hỏi mua mỹ phẩm thì lúc nào em cũng, ví dụ họ hỏi kem chống nắng thì em sẽ luôn chốt được nguyên một bộ, chứ không phải là mỗi kem chống nắng không, tại vì là mình đã nắm được cái bước cơ bản dưỡng da rồi, nên là thành ra lúc mà chốt chốt mỹ phẩm thì cũng lại rất là dễ. Cũng bán được khá nhiều mỹ phẩm ở trong cái tháng 2 đấy. Và đến lúc đấy thì em cũng không có biết là không cũng không quan tâm lắm là đến cái mô hình công ty, nên chỉ có biết là lao vào bán vậy thôi. Thì bán mỹ phẩm, sau đó là đến gần cuối tháng 2 thì Kuchen ra cái robot 8881 đó. Thì nhà cũng không có dùng robot mà cũng không có dám đăng robot, tại vì anh xã luôn 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 nói về cái đồ điện tử là nó rất là dễ hư, thì nên là thành ra cũng không có dám bán. Thế là khi mà Cu Chen đăng cái robot 8881 lên nó thì nhìn bắt mắt quá, bắt mắt thì mới cũng liều là thử đăng đăng bài robot bán thử. Thì là vừa đăng cái robot 8881 lên cái thì lại có khách hỏi luôn, mà mình thì chưa học sản phẩm mà cũng không 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 biết tư vấn như nào, thì lại ngược về cái group Kuchen lại cầu cứu các bạn gửi cho clip. Vậy xong rồi khách khách nói chung là khách cũng dễ tính và cũng chốt chốt luôn, mở hàng luôn cái con robot 8881 đấy, và bán thêm được 2 cái nồi xiên trong cái tháng 2 nữa thì em lên được 2 sao. Thì đến khi mà lên được 2 sao như vậy á, thì bắt đầu Trang mới nói là mày chịu khó đi học đi và chia sẻ cho mọi người vào bán, chứ nếu mà cứ bán một mình vậy thì mày sẽ không có bền được. Nhưng mà thật ra là không hiểu là vì sao lại không bền, tại vì lúc đấy mà khi nhìn cái hoa hồng của tháng 1 á, hoa hồng tháng 1 là em được 22 triệu và hoa hồng tháng 2 là em được 35 triệu, thì nhìn cái hoa hồng đấy thì em nghĩ là mình cứ bán vậy thôi chứ mắc gì cứ phải đi chia sẻ hoặc là cứ phải học, thì không học mà 2 tháng nay không học thì mình vẫn còn bán được mà, thì cứ nghĩ là như thế. Nhưng mà đến khi mà Trang Trang giải thích cho cái mô hình thì vẫn không hiểu, lờ mờ không hiểu. Thì cái Trang bảo là cứ đi chia sẻ, thì ai muốn bán thì cho vào bán. Thì đến khi mà thấy có một một em ở công ty á, thì là chị em làm cùng với nhau, thì mới thấy thấy em thì tự bự nhiên buồn buồn để hỏi là
Em có đi bán hàng với chị không? Thì thật ra lúc đấy là em đi rủ cái em đấy thì chỉ trong với cái tâm thế là à mình đã kiếm được cái nguồn thu nhập ở đây, nó quá sức tưởng tượng. Đúng ra là nó quá sức tưởng tượng, cái mức hoa hồng mà nó gần như gấp 3 lần so với lại 10 năm mình ngồi ở công ty. Nên là mới mới nghĩ là thôi mình cứ dụ em ấy vào để cho em ấy kiếm thêm một hai đồng gì đó cho thu nhập cho con thì nó cũng cũng sẽ đỡ phần nào đấy, thì tại vì đã làm với nhau thì đã biết cái mức lương ở công ty rồi. Thế nên em ấy mới nói là em cũng đang tính là kiếm cái gì bà để làm thêm. Thế mới kêu là vậy thì thôi em bán với chị đi. Thì em bảo là em chưa có bán hàng bao giờ, không biết em có bán được không. Thì chỉ nói một câu duy nhất thôi là chị làm được thì em phải làm được. Đó, chỉ có nói một câu duy nhất vậy thôi, chị làm được thì em cũng làm được. Thì em đấy em mới thấy vậy thì em bảo vậy thì thôi em cứ liều theo bác. Thì em về nhà ở ở công ty thì nói với nhau thân thiết như vậy. Thì em ấy đăng ký luôn vào. Nhưng mà tại vì mình bản thân mình đi trước, mình không học nên thành ra mình cũng chỉ có bán theo cái quán tính là mình bán vậy thôi. Đến khi mà em ấy vào thì hai chị em cũng chỉ có biết là bán và cũng không học hành gì cả, không có học hành. Sau đến đến sang đến cái tháng thứ ba thì cuối tháng thứ hai thì mới nói Trang là bây giờ mỹ phẩm thì bán rồi, bây giờ ta biết bán cái gì, không biết bán cái gì. Thật sự là đầu tháng cuối tháng 2 là bắt đầu hoang mang, là sang tháng sau là không biết bán cái gì. Thế Trang mới kêu là mày bán Zili đi, Zili tôi thấy là được lắm. Thì nghe cái phản ứng và cũng hỏi các bạn trong lúc, nói thật là em chỉ lúc mà thời gian đầu vào là chỉ có giao lưu với mấy bạn trong trong group, là chỉ có biết mentor Vẻ, mentor Phương và mentor Trang với lại mấy bạn ở trong group của Vẻ thôi, chứ chứ nói thật ra là em không biết Lê Sự là ai, không biết chị Giang Thiến là ai, và cũng không biết không không biết là Ly sếp Ly là ai, rồi Hoàng Vũ là ai. Thật sự là em không biết công ty, em không biết ai cả, chỉ có 2 tháng. Thế là có hôm thì cũng nói là nói với bon trong group là hỏi ngu mọi người tí Lê Sự là ai, sao mọi người nhắc hoài vậy. Thì các bạn mới phá lên, các bạn đi cười, các bạn bảo là không hiểu sao là mày có thể tồn tại được ở đây mà không biết đến Lê Sự. Thế là bắt đầu mới 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 mọi người mới mới nói cho là giống như kiểu là gia phả đấy, mọi người mới nói cho. Thế thì mới nói thôi thôi gia phả rắc rối của tao không biết đâu, miễn sao tao cứ hàng tháng tao kiếm được mấy chục triệu như vậy là được rồi. Thì nói như vậy đấy. Thế là đến đến tháng thứ hai bắt đầu, cuối tháng thứ hai thì em nhớ con là có một buổi live stream của CEO Sơn Nguyễn. Thì CEO Sơn Nguyễn mới nói một cái câu là nếu như mà các bạn không có biết đa dạng hóa nguồn thu nhập của mình thì các bạn sẽ không bao giờ thay đổi được cuộc sống. Thì những cái gì mà CEO Sơn Nguyễn nói ở trong cái buổi Zoom ở đấy, tự nhiên em thấy là nó đúng với cái hoàn cảnh của mình. Và cũng nghĩ là nếu như mà bây giờ không may mà mình thất nghiệp chẳng hạn thì không biết là cái nguồn thu nhập mình sẽ lấy từ đâu. Thì bắt đầu mới thấy là cái công việc ở ở BCA này nó là nghiêm túc, mình phải nghiêm túc hơn lại. Thế xong rồi đến lúc mới hỏi Trang là vậy thì tháng 3 ta sẽ bán cái gì, thì Trang mới nói là vậy thì mày tìm hiểu về Vili mày bán đi. Thì lúc đấy thì rất là sợ Vili, nghe các bạn ấy phản ứng rất là sợ. Nhưng mà tại vì đang là khi mà nghe sếp nói như vậy rồi thì đang ở trong cái tư thế là mình phải kiếm tiền bằng mọi cách mà. Thế là mới nên cũng liều liều mình đặt một bộ Vili về. Đặt một bộ Vili về thì cái về để mình trải nghiệm thôi. Đến khi mà cái bộ Vili đó về thì vừa về đến nhà thì dì ruột của em là mắc COVID. Thì cũng đã tìm hiểu của Vili thì sẽ cũng hỏi Trang thì cứ nói là đưa cho dì uống. Thế là làm lấy dì ra làm trải nghiệm. Vậy thì bảo dì là vậy thì thôi dì trải nghiệm cho con luôn. Thế là lấy dì ra làm trải nghiệm, và sau khi 3 ngày dì uống Vili thì thấy nó hết sốt hẳn và thấy người khỏe hơn, thì lúc đấy mới thật sự tin Vili và bản thân mới bắt đầu dám uống. Và sau khi mà em uống và em cảm nhận và em học được như vậy á thì bắt đầu mới đi chia sẻ rộng rộng rãi cho trên cái trang Facebook của mình, trên trang Facebook và trên Zalo của mình. Và đến lúc mà mình đã trải nghiệm và người nhà mình đã trải nghiệm thì khi mà em nói thì em đăng lên đó, thì cái thời điểm đấy là cũng rất là may. Giờ giống như kiểu là nó cũng đúng cái dịp nữa, chứ nó đúng cái dịp là lúc đấy là đợt dịch Covid thứ hai ào tới. Thế là khi mà em đăng lên như vậy, bắt đầu là những người bị Covid á nhắn tin cho em rất là nhiều, nhắn tin cho em nhiều, và em cũng chia sẻ về cái Vili vậy thì là khách đặt rất là nhiều.
đặt mà đến lúc mà em cũng mọi người cũng nó Trang cũng nói là tao vào bao nhiêu tháng tao uống bao nhiêu combo rồi tao còn không bán được combo nào, mà không hiểu sao mày lại bán ở bầm như vậy. Thì mình cũng không biết là sao mình bán được như vậy, thì chắc là do cái đợt dịch đấy thì là mọi người cần. Thế là trong cái tháng đấy là đến khi mà đến cái ngày 20 của tháng 3 rồi, là lúc đấy là em với lại là một bé G1 đấy, là hai chị em bán lúc đấy là đã được 75 điểm, 75 triệu boy, thì Trang mới nói là lên 3 sao đi. Thì cũng lúc đấy thì cũng chỉ có hỏi là lên 3 sao thì bao nhiêu điểm thôi, chứ cũng không biết là lên 3 sao thì nó sẽ như thế nào đâu. Tại vì vẫn chưa chịu đi học, vẫn chưa vào Zoom học, có cái gì là chỉ có hỏi Trang, cầu cứu Trang thôi, chứ không có với lại cùng các bạn trong nhóm của mentor vẽ thôi, chứ không có, rồi cái gì mà khó quá thì lại gọi cầu cứu lên mentor vẽ. Đấy, chứ cũng không có học đâu. Thế là đến khi mà bảo là còn có 7 năm điểm rồi, cố lên 3 sao. Thế mình nghĩ bụng và trời ơi, sao mà bán được 45 triệu điểm nữa, rất là căng. Tính là tiền tiền hàng như vậy thì rất là nhiều. Thì đến khi mà cái động lực để mà nghĩ bụng là sẽ không lên được đâu, thì nên bảo là thôi kệ, cứ từ từ bán được đi, nhiều bán. Tại vì lúc đấy chỉ có quan tâm hoa hồng thôi, ngày nào cũng vào app nhìn hoa hồng mà thấy hoa hồng nhiều là khoái rồi, nên đâu có cần quan tâm đến sao làm gì. Nên là đến khi mà nghe mentor vẽ với mentor Trang nói vậy thì cũng bảo là thôi để cố được đến đâu thì cố, chứ cũng trong trong không trong cái tâm thế là sẵn sàng lên 3 sao để chiến để lên 3 sao. Nhưng mà đến khi mà chính ông xã là cái người mà đã tự nhiên tạo cái nguồn động lực, không phải là động lực mà trong tâm thế vui vẻ đó mọi người, mà trong cái tâm thế rất là ức chế, để là đó là lúc mà khi mà đăng cái cũng bon chen thấy Trang bán được cái máy lọc nước, thì em cũng đăng theo cái máy lọc nước lên. Thì em chồng không biết hôm nay cô em chồng có ở trong Zoom không, nhưng mà hôm nay sẽ kể cái câu chuyện máy lọc nước của cô em chồng. Thì em chồng mới nói là sang tháng tư em có tiền là em sẽ lấy một cái, thì mới mới nói là vậy thì khi nào lấy thì nói chị. Nhưng mà đến khi mà Trang với vẻ nói là mới kể cho Trang là em chồng có nói là muốn lấy cái máy lọc nước, thì Trang mới nói là vậy thì kêu em chồng lấy tháng luôn tháng này đi rồi để mà lên sao. Thì mới bảo là thôi nó chưa có tiền nên nó cứ để tháng sau, tại vì mình không trong cái tư thế lên sao nên mình đâu có cần đâu. Nhưng mà đến đến khi Trang cứ nói là tháng sau chắc chắn là mình sẽ không bán được nhiều hàng như vậy đâu, nên là lên tháng nào được thì lại cố lên. Thế mới nghĩ thì cũng thấy có lý, thế mới nói về về mới nói ông xã là em nghe cô Lý nói là muốn mua cái máy lọc nước vậy á, hay là anh nói. Thật ra là nguyên tắc của em trước giờ là em bán hàng là em không bán cho người nhà, đúng thật là em không bán cho người nhà. Nhiều khi người nhà hỏi là em sẽ nói là hết hàng đồ, hoặc là người công ty vậy, cái nguyên tắc là cũng không bán cho người công ty, nên là cũng hay được mệnh danh là bán hàng hơi chảnh chảnh một tí. Thế để đến khi về nói với ông xã như vậy á, thì bắt đầu chu cha ơi một trận khủng hoảng nó kéo ra. Ông xã mới nói trước giờ em bán mà ông xã đã biết là em bán mà khác với lại cái gì trước đây em bán rồi, nhưng mà cũng không có hình dung ra là cái công ty này em bán. Đến khi mà em nói vừa mở miệng nói một câu cái là anh sực lên luôn, anh nói là đấy đi, bắt đầu chuẩn bị đi dụ dỗ người nhà rồi, bắt đầu là đi lừa đảo. Chú cha ơi, mà thật ra là tại vì cái bản tính của mình trước giờ, cái nguyên tắc của mình trước giờ là không bao giờ bán cho người nhà, và trừ khi nào mà người nhà nói lấy thì lấy. Nhiều khi mà người nhà nói lấy mà nghĩ là không thích lấy, em còn nói dối mà hết hàng đó. Là mà tự nhiên bây giờ chồng mình lại nói mình như vậy, rất là ức chế. Và lúc đó là nó khóc luôn, mà lúc đó tức quá tức mà khóc luôn, khóc luôn. Thế mới nói là nguyên giải thích là tại vì em nếu mà em bán em sẽ được điểm như thế này, và em sẽ được thưởng thêm như thế này, em được thưởng thêm 12 triệu nữa ở cái điểm doanh số đấy. Còn nếu mà anh mà nói như vậy thì em sẽ chấp nhận mất cái 12 triệu đó, em không bán cho em gái anh nữa, để em khỏi bị mang tiếng là dụ dỗ người nhà. Mà mình đâu có dụ dỗ đâu, mà tại vì em gái lên tiếng mua, thành ra mình mới gợi ý, mới nói mới nhờ anh ấy nói em gái là lấy trước một tháng đi cho mình, để trong cái tháng đấy mình đủ. Nhưng mà chồng chồng dội ngay cái gáo nước lạnh như vậy đấy, chu cha, mà cả tối nó khóc luôn, khóc tức quá, khóc khóc cả tối. Sáng hôm sau dậy sớm cầm điện thoại nhắn cho mentor vẽ với mentor Trang, là lúc đấy thì mạnh miệng nói với ông xã là em sẽ không cần cái 12 triệu ấy nữa. Tại vì nếu mà em được cái 12 triệu đấy thì là cho con anh hưởng thôi, chứ không phải là cho bản thân em nữa. Nhưng mà tại vì anh không thích thì thôi, coi coi như là con anh không có được cái hưởng cái tiền đấy. Lúc đấy tức quá mà nói như vậy.
Nhưng mà đến lúc mà buổi sáng dậy, nói thì nói như vậy nhưng mà cả đêm nằm suy nghĩ là nhất định mình phải lên được 3 sao để mình chứng minh cho ông xã thấy là cho dù không có cái máy lọc nước đấy thì mình vẫn sẽ là bán được hàng. Thế mới gọi điện nhắn tin cho mentor và vẽ với mentor Trang nói là bằng mọi giá nhất định tháng này tao sẽ phải lên 3 sao. Thế là mới bắt đầu mới mấy nó nói là không biết lúc đấy thì cũng không cần biết là bán cái gì nhưng mà sẽ phải lên 3 sao. Thế là mới hỏi mentor Trang là lên 3 sao thiếu bao nhiêu điện, thế là vạch ra, sau đó là em mới vạch ra là à như vậy là và mỗi một còn có 10 ngày mà thiếu 45 triệu điểm thì có nghĩa là mỗi ngày mình phải bán 4 4,5 triệu điểm nữa. Đó. Thế đến khi mà giận nhau giận hai vợ chồng giận nhau chắc phải cả tuần thì lúc đấy là em bảo là em mới nói là bây giờ mình chỉ biết đến vili thôi thì bây giờ chỉ có bán vili thôi chứ không có bán gì được, cứ 3 bộ vili này là mình có thể là đủ với cái tiêu chuẩn là mình đạt được là 4,5 triệu một ngày. Thế là em tốc chiến em bán vili và trước giờ thì em không bán theo kiểu truyền thống mà nên không có cái chuyện mà đi hỏi khách hàng hay là chăm sóc khách hàng như nào, nhưng mà khi mà bước vào cái tâm thế là mình phải bán được hàng như vậy thì bắt đầu em mới giống như kiểu là cố bỏ cái tôi đi là bắt đầu mới nhắn tin cho khách hàng của mình, mới nhắn tin là những người mà đã bị Covid á là mua 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 sản phẩm uống rồi thì họ bây giờ họ như thế nào. Thì khi mà nhắn tin hỏi thăm khách hàng như vậy thì ai cũng khen là phản hồi là tốt. Thế mới bắt đầu mới 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 dở cái chiêu bán hàng của mình ra thì cũng cũng chỉ nói là chị nên uống là từ 1 đến 2 combo vậy á thì sức khỏe nó sẽ tốt hơn. Rồi tại vì cái nguyên lý của cái vini này á là nó tái tạo tế bào và nó sẽ thật ra nếu mà không có bệnh mình có điều kiện thì mình uống vẫn được tại vì nó chống ung thư và chống tai biến. Thì chỉ có nêu cái cơ bản như vậy thôi thì bắt đầu khách nghe rất là có lý. Và hầu như là khách nào cũng đặt thêm 2 combo nữa để uống cho nó đủ liệu trình là 3 tháng. Thì là đến lúc là bán đến 1 tuần mà em vẫn không thèm nói chuyện với ông xã thì bắt đầu ông xã cũng có vẻ là cũng biết em giận thì mới 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 nhắn tin nói cho em nói là thôi cứ lấy cái máy lọc nước cho cô em gái đi. Nhưng mà lúc đấy em giận em bảo là khi nào mà anh thật sự muốn lấy cho em thì em mới lấy, còn nếu mà không thì thôi tại vì em bán đủ rồi em cũng không có cần cái máy đấy nữa. Còn nếu mà anh nghĩ rằng là em dụ dỗ người nhà để em bán như vậy thì thôi tốt nhất là không có lấy. Thế xong rồi ông xã nói là không cứ lấy đi. Vậy là cô ấy lúc đấy mới lấy cho em gái anh ấy và cái thời điểm đấy thì có G1 bán nữa thì hai chị em bán là lúc đấy là đủ điểm 3 sao luôn. Lúc cái tháng đấy là G1 của em bán cũng rất là tốt và hỗ trợ em là được 40 mấy triệu điểm đấy thì còn lại là phần phần em bán. Thì đến khi mà bây giờ cái lúc mà cái sự nghiệp lên 3 sao của em đã hoàn thành nhưng mà hoàn thành với cái tâm thế là thỏa mãn là mình đã chiến thắng chồng là chỉ có như vậy thôi chứ cũng không có biết là lên 3 sao thì sẽ như thế nào ở trong công ty đâu, phải học hành như thế nào là không biết đâu. Cho đến cái buổi tối hôm đấy vừa lên 3 sao buổi chiều háo hức hô hoan mừng rỡ khoe là đã đủ điểm cái thì buổi tối ao ạt các nhóm Zalo ẹp hoảng, lúc đấy em thật sự là hoảng giống như kiểu mình chưa cái chuẩn bị cái tâm thế mình lên 3 sao thì mình phải làm, nếu mà mình đã học thì mình sẽ biết là lên 3 sao làm như nào. Đến khi là bạn Trang mới ẹp vào cái nhóm của 3 sao đào tạo 3 sao với bác là tối này phải học. Lúc đấy chú Trang ơi hoảng rất là hoảng mới gọi điện ngay cho Trang bảo ủa sao lại phải học, sao mà tự nhiên mọi người cứ ẹp Zalo, mày cứ ẹp Zalo đưa tao vào hết cái nhóm này là kia gì, biết thế này thì tao không lên 3 sao nữa. Nói với Trang như vậy đấy, bảo biết thế này thì tao không lên 3 sao nữa, tao cứ giữ 2 sao thôi chứ bác thì tự nhiên lên 3 sao phải đi học như vậy. Thế là Trang mới nói là Trang lúc đấy bạn thân mà Trang mới chửi ơ cái con điên này, nói thẳng vậy luôn đấy, ơ con điên này ở đây mày cho dù mày không muốn lên 3 sao mày bán được hàng không lẽ mày nói là thôi tao không bán nữa hả, đi vào học đi. Thế là lúc đấy là miễn cưỡng học với trong cái tâm thế là rất là bực bội luôn và cái buổi đào tạo đầu tiên hôm đấy 3 sao là của mentor Linh Nguyễn thì lúc đấy mới biết là mentor Linh Nguyễn là ai. Và khi mà vào nghe cái buổi đào tạo của mentor Linh Nguyễn bắt đầu mới bừng tỉnh mới ngộ ra là mình đã đi sai đường rồi, mình hình như là mình đã sai ở cái đơn nào ở trong cái mô hình này rồi, mới lờ mờ mới hiểu ra mô hình. Cái sáng hôm sau mới gọi điện cho bạn Trang mới nói là hình như tao đi sai rồi mày ạ.
Thế là Trang nói là ừ đúng rồi, mày đang là đi sai đấy. Tại vì nếu mà mày cứ bán hàng như một mình như vậy thì mày không thể nào mà bền lâu được. Thế mới bảo ấy hỏi Trang thế bây giờ phải làm như nào để sửa lại. Thì Trang nói là bây giờ là chịu khó vào 50 em học đi. Rồi sau này còn dẫn dắt mọi người nữa. Thì cái thời điểm mà lúc mà 2 tháng đó, là em đã rủ được 5 người vào bán. Rủ với cái tâm thế rủ là để cho họ vào họ kiếm tiền thôi, chứ không phải là rủ để vào mà phát triển hay gì cả. Thì mình không học nên không hướng dẫn được thì ba bạn đã rời bỏ mình và chỉ còn duy nhất còn lại 2 người, và 2 người đấy là bán cùng với mình mà cái tháng 3 để lên 3 sao đấy. Thì khi mà lúc mà Trang nói vậy thì bắt đầu mới nhô ngộ ra, và sau cái buổi của mentor Linh Nguyễn thì ngộ ra là mình đã đi sai, quá sai rồi. Bây giờ phải làm lại. Và hôm sau mới bảo Trang là thôi được rồi, tao sẽ hẹn đồng hồ, tao quyết tâm tao vào 5 AM để tao học. Thì càng học lại càng vỡ lẽ là mình sai, càng học lại càng thấy là mình sai quá nhiều, và phải phải trong cái tư thế là phải làm lại từ đầu đấy. Lúc đấy là học và ngộ ra rồi là phải phải làm lại từ đầu. Thì ra là không học thì không có thể nào mà có thể phát triển hơn được nữa. Và nếu mà cứ bán như mình như vậy, cho dù là mình có bán giỏi đi nữa thì nó cũng không có đúng với lại cái phương hướng này. Thế mới bắt đầu là đi tìm, đi vào cái Facebook Groupie của Lê Sự, và ngồi coi như là cái tháng tư đấy là hầu như là lao vào học lại từ đầu. Nghe lại từ đầu để xem nào là cái các bước làm như thế nào đó. Thế nào em học, nói chung là cái tháng đấy là học miệt mài luôn, và cái tháng tư là bán là đúng là đuối hơn thật, và cũng không giữ được cái 3 sao của tháng tư đâu. Nhưng mà đến khi mà buổi thứ hai học đào tạo 3 sao nữa của mentor Quốc Vũ thì mới ngộ ra được, lúc đấy mới hiểu sâu sắc được cái mô hình của mình là mình phải cần đi chia sẻ, và chia sẻ với không phải với trong cái tâm thế của mình là mình chia sẻ rủ người ta vào bán hàng, mà mình chia sẻ là mình phải hướng dẫn người ta biết cách để thành công ở cái môi trường này. Thì bắt đầu là ngày hai cuối tháng tư bắt đầu em mới chính thức là đi chia sẻ cho mọi người về cái mô hình này, và thấy và những cái gì mà cái giá trị ở nhận được. Thật ra có thời gian thì em sẽ chia sẻ chi tiết hơn cái cách mà em chia sẻ cho mọi người để chốt mọi người vào làm, nhưng mà hôm nay mọi người cũng sẽ đầu năm học nên mọi người sẽ phải đi đưa con đi học, thì em sẽ nói chỉ nói sơ qua là cuối tháng tư bắt đầu em mới 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 chia sẻ chính thức với cái tâm thế là mình đã hiểu đúng về mô hình, hiểu đúng về mô hình. Và khi mà đã hiểu đúng về mô hình rồi thì mọi thứ nó lại trở nên rất là nhẹ nhàng, và như vậy là tự nhiên là có cái động lực là chăm chỉ vào học học để dẫn dắt đội nhóm đó. Thế là đến khi mà cái tháng tư thì bán không có được là đã bị rớt 3 sao, và rất là buồn. Vì lúc đấy là lại cũng hiểu sai là mình phải được đạt 6 tháng liên tục 3 sao thì mình mới được lên một cấp bậc mới. Thì khi mà tháng tư rớt rồi á, thì cũng bị mất năng lượng, coi như là thôi xong, mình đã không học nên mình đã bị bỏ lỡ mất một nhịp. Và lúc đấy rất là hối hận và rất là giận bản thân, cảm thấy hối hận vô cùng luôn, và tiếc nuối. Tiếc nuối là tại vì chỉ mất một chỉ vì không sự không hiểu biết của mình, không học của mình mà mất đi một tháng như vậy. Xong rồi đến khi cuối tháng tư lại được nghe một cái vào buổi học đào tạo của mentor Linh Nguyễn tiếp, thì mentor Linh Nguyễn mới nói là không cần phải là 6 tháng liên tục, mà chỉ cần là 6 tháng trong năm tài chính thì sẽ đạt được cái cấp bậc mới. À lúc đấy là mừng quá, vậy là mình vẫn còn có cơ hội để mình sửa sai. Thì sang đến tháng 5 là với cái tâm thế là ngay từ đầu tháng là mình đã nhận biết được cái giá trị của mô hình rồi, thì ngay từ đầu tháng thì là bắt đầu đã chiến. Và lúc đấy là cũng may mắn cho em đó, nó là đúng cái dịp là 90 ngày tốc chiến, là cũng suy nghĩ là không biết là mình có nên tham gia tốc chiến hay không. Nhưng mà được động viên của mentor Vẽ với lại mentor Trang đó, thì mọi người cứ nói là mình dẫn dắt đội nhóm mà mình không tham gia thì ai tham gia, thì cũng vào tham gia. Và khi mà vào tham gia 90 ngày tốc chiến mới được ẹp vào các nhóm của các mentor, mới giật mình là trời ơi mọi người trong này là siêu quá, giỏi quá, nếu mà mình không tăng tốc hoặc là mình không nghiêm túc làm thì sẽ không bao giờ đuổi kịp được mọi người. Và khi mà nhận thức được như vậy thì em ở trong cái tâm thế là lúc nào cũng sẵn sàng làm việc, rồi lúc nào cũng làm việc nghiêm túc, và lúc nào cũng lên mục tiêu cho mình với đội nhóm hàng ngày là phải cần làm những cái gì. Và cái mà mục tiêu mà hàng ngày em dẫn dắt đội nhóm hoặc là nhắc nhở đội nhóm thì chỉ có nói một câu duy nhất thôi là mọi người hãy đặt ra mục tiêu là ví dụ như là tháng này mọi người muốn hoa hồng bao nhiêu thì mọi người hãy viết ra là hoa hồng của mình cần,
và mọi người và có được cái hoa hồng đấy thì mọi người phải bán bao nhiêu triệu boy, và khi biết được bán được bao nhiêu triệu boy, bắt đầu mọi người hãy khoanh vùng sản phẩm của mình là cần bán sản phẩm gì để được bằng đó triệu boy. Đấy, chỉ cần ba làm ba cái bước cơ bản như vậy thôi để hoàn thành mục tiêu của mình trong tháng đó, thì thật sự là nói chung là thành công là có sự may mắn, và may mắn của em ở đây đó là tìm được những người đồng đội. Thật sự là em rất là biết ơn cái đồng đội của mình, biết ơn các bạn đồng đội của mình, từ các chị các em rất là trong cái team của em lúc nào cũng năng lượng. Tại vì em khi mà em đã tiếp trước khi mà lên ba sao thì hay tiêu cực lắm, hay hay nghĩ tiêu cực lắm, và được bạn Trang nói rất là nhiều. Nhưng mà khi nắm bắt được lên ba sao và mình phải có trách nhiệm như vậy, và có nghe một cái buổi Zoom của CEO Sơn Nguyễn nó có nói là khi mà các anh chị lên ba sao rồi thì các anh chị mới mới gọi là thực sự là người kinh doanh của BCA, và trong tay của các và dưới các anh chị là sẽ còn rất nhiều gia đình nữa cần các anh chị nghiêm túc với cái công việc của mình để giúp đỡ họ, để họ có nguồn thu nhập nuôi con. Thì khi mà nghe CEO Sơn Nguyễn nói vậy thì em rất là thấm, và em cảm giác là cái trách nhiệm mình lên ba sao rất là nặng nề, và phải làm sao là khi mà những cái người mà em chia sẻ vào là em phải phải giúp họ bằng được, giúp họ lên bán được hàng. Và cái team của em thì em giúp thì em chia sẻ, chủ yếu chia sẻ mẹ bỉm sữa và nhân viên văn phòng như em thôi, nên là cái mức lương của mọi người không có cao, và nói thật ra là nhiều khi cái tiền đóng quỹ của mọi người cũng còn khó khăn nữa. Nhưng mà em luôn động viên mọi người là hãy hãy tin tưởng em, tháng đầu tiên em sẽ giúp mọi người là phải thu hồi được cái 3 triệu nằm ở đấy, coi như là mọi người lấy lại, và yên tâm là cứ lấy được cái phần đấy đó rồi những tháng sau thì sẽ bán như thế nào thì tính sau. Thì trong cái tâm thế như vậy á, thì tất cả các G1 của em vào, và em cũng làm đúng là tháng đầu tiên là em sẽ giúp mọi người là phải thu hồi được đúng cái vốn đấy, và ít nhất là phải thu hồi được vốn đấy, chứ không thể nào mà để cái 3 triệu nó nằm vô lý ở đấy được. Thì em cứ nói với mọi người như vậy mà mình phải thu hồi lại để có một cái tâm thế là vui vẻ, để là à mình đã lời được cái tiền ký quỹ đó rồi, mình không thể tiếc cái quyền ký quỹ nữa, thì tháng sau mọi người làm việc sẽ vui vẻ. Và cái team của em mọi người hay ghẹo nhau đó là team nghèo, đúng thật là nghèo, là tại vì em không như các team như mọi người thì có thể có điều kiện hơn thì sẽ mua sản phẩm về để mình trải nghiệm, nhưng mà team của em thì không có điều kiện như thế, thì em cứ động viên mọi người là hãy bán và lấy cái tiền lời của mình để mua sản phẩm thưởng cho bản thân mình. Và tháng đầu tiên thì lúc nào em cũng giúp mọi người là phải thu được cái hồi cái vốn 3 triệu và có tiền lời để tháng sau mua sản phẩm trải nghiệm mà mình thích. Thì nên là thành ra là những người đồng đội của em á rất là vui vẻ, bán rất là vui vẻ. Cho đến hiện tại bây giờ các bạn cũng vậy, lúc nào cũng năng lượng, ngày nào cũng năng lượng, cho dù bán ế hàng hay không ế hàng thì vẫn năng lượng, và vẫn truyền hàng ngày cứ động viên nhau là phải kiếm thịt cho con, cứ trêu nhau vậy, trong cái group cứ trêu nhau là hôm nay phải nhất định là phải kiếm thịt cho con. Thì các bạn bán hàng với một cái tâm thế là thoải mái, và khi mà các bạn mà có vấn đề gì á, thì các em cũng nói là ví dụ như là có cái vấn đề mà cảm giác bản thân không có hỏi được á, không có giải quyết được thì cứ nhắn tin in trên trên group, mọi người cùng hỗ trợ, hoặc là nhắn tin cho em, thì mọi người cũng làm như vậy, và trong cái group là mọi người giúp đỡ nhau rất là nhiệt tình, không có phân biệt người này người kia hay như nào cả. Ngày nào team của em cũng năng lượng lắm, mà như các mọi người nói là năng lượng tạo ra ngân lượng, thì em thấy đúng thật là như vậy. Nên là trong suốt cái từ tháng 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 tư từ bỏ tháng tư đi, là từ tháng 5 cho đến hiện tại thì em đã giữ được 3 sao bền vững là như vậy, và không có tháng nào phải quá gò bó với cái số điểm của mình. Các đồng đội thật sự là em may mắn là vì có được những cái người đồng đội như vậy, và từ bản thân sai lầm của em như vậy thì em khi mà em giúp mọi người vào thì ngay đầu tiên em sẽ đưa cho mọi người đi học, và em cũng nói là vì sao phải đi học, thì em cũng nói là cái bài học của mình đã vấp phải như vậy á, thì mọi người hiểu ra và mọi người đi học rất một cách rất là tự giác. Sáng ngày ra là mọi người đi học cách tự giác, và nhiều khi mọi người sẽ hỏi đưa Zoom này Zoom kia cho nhau học, nên mà mỗi khi mà nhìn thấy vậy em cảm thấy rất là vui, là vì ít nhất là mình đã khai sáng được cho mọi người rồi. Trong trong nhóm á, thì mọi người giúp nhau là ví dụ nên chọn sản phẩm này nên chọn sản phẩm kia, là các bạn bàn luận, hoặc là các bạn đưa ra những cái ý kiến rất là một cách rất là tự nhiên thoải mái, chứ không có gò bó. Nên là
số lượng doanh số các bạn bán cũng rất là tốt, nên là nhiều khi các bạn còn động viên ngược lại quá. Cứ nói là cứ trêu là cốt cố lên, lúc nào mà thấy cốt ế hàng thì cứ trêu là cốt cố lên, mọi người sẽ chiến hết mình cùng với cốt đấy. Thì những cái lời động viên như vậy là làm em cảm thấy rất là hạnh phúc, là vì mình đã tìm được những người đồng đội thật sự và rất là nghiêm túc trong cái việc bán hàng cùng với mình. Đấy là cái lý do mà tại sao mà cái điểm doanh số của em giữ được như vậy. Thì qua đây, qua cái những cái gì em chia sẻ, thì em chỉ mong muốn là những ai mà đã chưa thật sự nghiêm túc với cái công việc này, hoặc là chưa giác ngộ được cái công việc ở Ruby này, thì em khuyên chân thành mọi người là hãy bắt đầu lại, không sao cả. Chậm 1 tháng không sao, 3 tháng cũng không sao. Như em 3 tháng không đi học mà không sao, mình hãy làm lại. Là mà đã làm lại thì mình phải làm nghiêm túc và làm trong một cái tâm thế là luôn sẵn sàng và luôn 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 năng lượng tích cực. Đừng có nghĩ là tiêu cực, hôm nay không bán được không sao hết, ngày mai mình bán bù đó. Thì lúc nào em cũng suy nghĩ như vậy. Thì mọi người hãy hãy đi học đều đặn, chỉ cần như team của em thì em cũng nói mọi người là buổi tối bận con cái không học được không sao, nhưng mà hãy cố gắng vào học 5 AM. 5 AM nó là cái nơi đào tạo và em cũng học được từ đấy để mà giác ngộ ra cái vấn đề này. Thì các bạn đi học rất là nghiêm túc, và những ai đang là hoạt động ở team em thì đều có tự giác đi học, và em không cần phải nhắc nhở đến cái việc đấy nữa. Và các bạn tự biết chọn Zoom nào để cần thiết cho các bạn để học. Và cái team mà rất là đa dạng hóa về các sản phẩm thì em cũng nói là đừng theo ai cả, không theo ai. Em hướng dẫn cho mọi người là mỗi người có một cái tệp khách riêng, mối quan hệ riêng và cái khả năng riêng, nên là hãy chọn những cái nào phù hợp nhất với mình. Và thường thường em sẽ chọn sản phẩm đầu, khi các bạn vào chưa quen thì em sẽ chọn dùng các bạn những cái sản phẩm mà có thể mà bán được để ra doanh số đầu tiên, thì các bạn bán và cũng lên mục tiêu cho các bạn như vậy đó. Thì các bạn làm rất là tốt, và sau sau vừa rồi 90 ngày tác chiến thì team nhỏ của em cũng sẽ được 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 3 bạn đi đủ đủ tiêu chuẩn để đi Đà Nẵng, và các bạn cũng lên đặt mục tiêu lên sao, rồi đặt mục tiêu ra là cuối năm sẽ phải lên 1 sao, 2 sao, 3 sao, là các bạn đều có mục tiêu hết của mình. Nên thành ra là em cũng rất là mừng và cũng rất là may mắn là đã tìm được người như vậy. Thì sau cái buổi chia sẻ này thì em rất là mong muốn là mọi người hãy luôn luôn giữ năng lượng tích cực, luôn luôn, và cái quan trọng nữa là hãy đoàn kết trong team. Có vấn đề gì mình không hiểu thì mình nhất định là mình phải hỏi hỏi trong team của mình, đừng có giấu, đừng có ngại, hoặc là như một lý do nào đấy mà mình không hỏi là mình bị thiệt. Hoặc là trong team thì mình hãy chia sẻ những cái gì mình biết. Như cái team của em là các bạn chia sẻ rất là nhiệt tình, ai có kinh nghiệm gì, ai có hay ở điểm nào là mọi người chia sẻ, là cùng nhau học tập chứ không có gì hết. Nên là cái team của em ngày nào cũng năng lượng lắm. Nếu mà mọi người ở trong team em thì mọi người sẽ biết là ngày nào cũng cười, dù ế hay không ế, người ế hay người đắt hàng thì lúc nào cũng cười và lúc nào cũng năng lượng. Nhưng mà năng lượng thì đẻ ra ngân lượng thôi, nên là các bạn kiếm được tiền là các bạn cũng rất là vui vẻ. À, mình cũng vui vẻ theo đấy. Đấy là quá trình mà em giữ doanh số như vậy. Thì cũng hy vọng là sau cái buổi chia sẻ của em hôm nay là sẽ giúp được ai đấy mà còn đang là ngủ đông, hoặc là còn chưa biết phương hướng là làm như thế nào, thì hãy bắt đầu lại từ đầu là đi học trước, sau đó rồi khoanh vùng sản phẩm, cái khoanh vùng khách hàng của mình và đi từng bước một. Có những bạn của team em á, cho dù là không bán được hàng nhưng mà vẫn nhắn tin cho em rằng là chị chưa có bán được hàng nhưng mà chị sẽ không bỏ cuộc, chị sẽ theo em. Đấy, những cái tin nhắn như vậy là làm em rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc. Hoặc là có những em á, thì có em này mẹ bỉm sữa rất là ba con rất là vất vả, mấy ngày không thấy đăng bài bán thì em cũng nhắn tin hỏi là em bị làm sao, thì nói là con em bệnh nên em không bán được, nhưng mà em vẫn đang ôm con ngồi học, thì chị cứ yên tâm là em sẽ cố gắng, chị em không bỏ cuộc đâu. Đó, những cái tin nhắn như vậy thì em cảm thấy rất là mình giống như là mình đã giúp ích được cho mọi người, thì làm cho em lại càng có động lực hơn và càng phải hoàn thiện hơn, nên là chăm chỉ đi học hơn. Để hôm nay ngày đầu khai giảng của các con thì có lẽ là các mẹ cũng sẽ bận đưa con đi đi học, thì em xin phép dừng cái buổi chia sẻ ở đây. Nếu mà có một buổi Zoom nào đó thì em sẽ chia sẻ chi tiết kỹ hơn cho mọi người về. Thật ra là trong đây thì có rất nhiều các anh chị mentor giỏi rồi, nhưng mà trong cái
tâm thế của em là lúc nào em cũng muốn giúp đỡ những cái người mà chưa có đơn hàng. Thật sự nếu mà team em ai vào mà không có ra đơn được là em cảm thấy rất là áy náy, giống như là mình có lỗi vậy. Mặc dù mình trao cho họ cơ hội kiếm tiền nhưng mà khi mình đã giúp họ vào đây được mà họ không ra được doanh số là em cảm thấy rất là không thoải mái. Nên là ai đã vào và ai đã sẵn sàng bán, nó chỉ cần nói với em là sẵn sàng bán rồi là nhất định tháng đấy em sẽ giúp mọi người ra được doanh số để thu hồi cái 4-3 triệu đấy. Thì nếu mà có một buổi Zoom chia sẻ nào về bán hàng hoặc là việc chia sẻ về cách tuyển dụng thì em sẽ nói chi tiết hơn, cụ thể hơn là cái cách em bán hàng và cái cách em chốt khách như thế nào, thì để cho những cái bạn nào mà chưa có ra được doanh số thì có thể áp dụng hoặc là có thể có cái chút kinh nghiệm gì đó cho bản thân thì các bạn sẽ làm được thôi. Và mọi người đừng nản, như em cứ động viên team của em rằng là chị làm được thì em cũng phải làm được, em làm được chị cũng phải làm được, em làm 1 năm được thì chị không giỏi thì chị làm 2 năm không sao hết. Tại vì cứ nhớ cho em ở đây là cái mô hình ở đây là làm lâu là lên, em luôn luôn động viên mọi người là làm lâu là lên, đừng có bao giờ nói với em là không làm được, chỉ có là làm và lười thôi, hai cái đấy thôi, bây giờ chọn một là làm, hai là lười không không làm được đó. Thì lúc nào cũng ở trong cái tâm thế đấy thì team rất là năng lượng và mọi người cùng nhau làm, cùng nhau ra doanh số. Và em xin cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay Zoom đông nên là thành ra là em cũng hơi hồi hộp và nói nó cũng không có được là đầy đủ cho lắm, thì mong mọi người bỏ qua. Và hứa là nếu mà có buổi chia sẻ nào về kinh nghiệm bán hàng hay là cái cách chia sẻ thì em sẽ lên để chia sẻ với mọi người để giúp mọi người có thể là thuận lợi hơn trong cái công việc thứ hai này. Không giỏi như các mentor nhưng mà ít nhất cũng cố gắng có thu nhập đều đều như em là được rồi. Để em cứ động viên tin em vậy thôi, chỉ cần không cần giỏi ở ngoài kia, không cần giỏi như nào nhưng mà cứ hãy cố gắng ra doanh số như quát là được rồi. Em cứ trêu mọi người như vậy đấy thì mọi người cũng cứ bảo vậy, phải theo theo cốt cốt làm sao là mình cũng phải theo như vậy. Rồi em cảm ơn và em xin trả mic lại cho chị MC nha. Ra sao tặng ấm rất là nhiều ha, chia sẻ rất là hay, rất là chân tâm. Từ cái quá trình mà mình vào rất đi mà mình cũng chưa có nhận ra được cái con đường phía trước, và tuy nhiên cái điều may mắn là Tạm Ánh có một người coach rất là tuyệt vời ha, luôn luôn là theo sát, là động viên mà như là theo cái cách của nói của Tạm Ánh là do thân thiết nên là gọi là chửi mọi người. Tuy nhiên thì Tạm Ánh là cũng nghe lời, gọi là mình hãy hãy nghe theo cái người hướng dẫn của mình, tại vì á, các anh chị cũng biết rằng á, cái người mà đi trước chúng ta là những người là đã thành công rồi và họ đã thấy được cái con đường phía trước rồi, thì mình cứ theo họ dẫn dắt thì Tạm Ánh cũng đã nghe nghe lời cái người hướng dẫn của mình là chị Trang ha. Thì khi đó thì mình mới có được là cái con đường đi phía trước, là cứ cứ làm theo thôi, làm theo người hướng dẫn thôi và không cần phải học nữa. Và tuy nhiên sau khi là đã bắt đầu thành công rồi thì mới nhận ra được là thì đó là mình cần phải đi học để mình có được cái tư duy, có được cái hành động đúng hơn, để có thể có một cái nền tảng vững chắc. Đó là mình phải học học 5 AM, học những cái buổi học nền tảng, và học những cái và học cái cách hướng dẫn đồng đội nữa. Và khi mà kinh doanh tại Rugby thì chúng ta không kinh doanh một mình, chúng ta sẽ làm cùng mọi người, làm cùng đồng đội, thì chúng ta mới có một cái con đường là vững chắc. Vì vậy khi làm tại Rugby mình sẽ luôn chèo hai mái chèo, là bán hàng và lan tỏa, thì chúng ta mới có thể là tiến tới là cái thành công như những người đi trước, như chị Lê Sự, chị Giang Thía, và những người đã đi trước thì họ đã thành công rồi. Thì chúng ta cứ mở những cái trang profile và nghe những cái buổi học của những anh chị đi trước để chúng ta có được cái niềm tin, và học cái quản lý tài chính để chúng ta biết rằng khi mà làm gì cũng vậy, chúng ta nên có đa dạng cái nguồn thu nhập thì chúng ta mới mới có cái cuộc sống thoải mái về tài chính hơn. Và cũng hôm nay là cũng là ngày khai giảng đầu năm học á, thì rất là nhiều anh chị mình cũng phải rời Zoom để cho con đi học rồi, thì hôm nay Lan cũng sẽ xin kết thúc Zoom sớm ở đây để mọi người có thể lo cho con, và cảm ơn.
gửi lời cảm ơn Phạm Ánh rất là nhiều. Buổi chia sẻ hôm nay sẽ giúp thức tỉnh rất là nhiều anh chị. Nếu mà mình chưa làm được, hãy làm lại, không sao hết. Kinh doanh mà mình đâu có mất mát gì đâu. Kinh doanh tại Rugby thì chúng ta không mất mát gì, chỉ mất thời gian là chúng ta chưa có nhìn nhận đúng. Thì hãy đi học lại từ những cái nền tảng ban đầu, thì chúng ta sẽ dần dần đi được đúng hướng hơn ha. Xin chào mọi người ha. Mình hãy gửi lời cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn ekip và cảm ơn Phạm Ánh đã có buổi chia sẻ rất là tuyệt vời. Hôm nào sẽ mời Phạm Ánh chia sẻ về bán hàng. Bán hàng rất là giỏi luôn, nghe tới đâu là cuốn hút tới đó luôn. Rồi mình hãy cho mọi người mở mic để chào nhau ngày mới, chúc nhau một ngày mới, tuần mới tràn đầy năng lượng nhé. Vâng, cảm ơn chị Mỹ Lan. Xin chào cả Mới nhà. có đơn như đây Từ từ từ. Cảm ơn bạn nha. Thật nhiều may mắn mời người thành công. Không chẳng nha. Để trôi đi mãi dù một ngày mới thấy giấc để trong những nhóm ở đâu. Tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Để trôi đi mãi dù một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi hướng sang nay vui dinh đen nơi hoa. Anh hãy vui thăm cho tình yêu bỗng chớp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đâu. Có lúc ta gục ngã nhìn mây trôi hững hờ, có lúc ta thầm mơ sẽ hái sao trên trời. Làm nhau có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều yêu mỗi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày sáng nắng vàng, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người. Nay chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi dù một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày khu rừng đã nở hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chớp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc ta gục ngã nhìn ngay chưa hững hờ, có lúc ta thầm mơ sẽ hái sao trên trời. Màn nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người. Nay chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Có lúc tôi gục ngã nhìn nay chưa hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời. Mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người. Nay chẳng có lo toan mệt nhoài,
cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt sáng lên tìm vui vì đâu đó vang một khúc ca.